chào các bạn, mình là Kiều Anh, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của đông trùng hạ thảo Samsung Bio Hàn Quốc, ở một giải pháp mới dành cho người mắc bệnh máu nhiễm mỡ. máu nhiễm mỡ hay còn gọi là mỡ máu cao là một trong những căn bệnh phổ biến hiện nay. Nguyên nhân gây ra căn bệnh này thì chủ yếu là do chế độ ăn uống và sinh hoạt chưa hợp lý của chúng ta. Nó không chỉ gây rắc rối cho cuộc sống hàng ngày mà căn bệnh này thì còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người bệnh và gây ra nhiều căn bệnh khác như là đau tim hay là đột quỵ. Chúng ta thì không thể nào mà sử dụng quá nhiều các loại thuốc tây để điều trị bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và sau này của chúng ta. À, chính vì vậy tại sao Kiều Anh lại nói sản phẩm Đông trùng hạ thảo Samsung Bio Hàn Quốc là một trong những giải pháp mới vô cùng đột phá trong việc là hỗ trợ điều trị căn bệnh máu nhiễm mỡ và kiều anh thì sẽ giải thích tới các bạn vì sao sản phẩm đông trùng hạ thảo samsung bio hàn quốc vừa có công dụng hỗ trợ điều trị căn bệnh máu nhiễm mỡ mà vừa tăng cường sức khỏe cho chúng ta đông trùng hạ thảo thì có tác dụng là giảm lượng mỡ trong máu là thứ nhất thứ hai thì sản phẩm này chủ yếu là làm giảm cholesterol xấu giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ ở con người quan trọng là trong sản phẩm này thì còn có chứa lượng protein cao Chúng có chứa nhiều loại vitamin nhóm A, B, C rất tốt cho sức khỏe. Và đó là một trong những chất hỗ trợ chúng ta là điều trị tốt hơn căn bệnh máu nhiễm mỡ cũng như là ngăn ngừa nguy cơ căn bệnh này xảy ra. và sản phẩm này thì chiết xuất hoàn toàn 100% từ thiên nhiên. Vậy nên thì trong quá trình sử dụng thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm là không gặp bất cứ tác dụng phụ nào cho cơ thể. Ờ, ngoài ra với những bệnh nhân khi sử dụng sản phẩm này thì tình trạng mỡ máu sẽ giảm đáng kể chỉ sau 2 tháng sử dụng thôi ạ ờ, ngoài ra thì sản phẩm này nó còn giúp cho chúng ta là điều hòa và giúp huyết áp của chúng ta ổn định hơn với những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm này mang lại cho sức khỏe của người dùng thế nên là sản phẩm này được đại đa số khách hàng tin tưởng sử dụng không chỉ xuất xứ tại hàn quốc mà sản phẩm này còn là sản phẩm được kết hợp từ dược liệu vô cùng quý hiếm và tốt cho sức khỏe của chúng ta chúng ta không cần tốn quá nhiều tiền cho các loại thực phẩm đắt đỏ hay là những loại thuốc, loại thực phẩm chức năng hiệu quả trên thị trường hiện nay, à, mà chúng ta chỉ cần sử dụng sản phẩm là đông trùng hạ thảo samsung bio của hàn quốc này thôi, thì à, những căn bệnh của chúng ta sẽ được là đẩy lùi dần dần, cũng như là sức khỏe của chúng ta được tăng cường hơn. Ngoài ra thì sản phẩm nước đông trùng hạ thảo samsung bio của hàn quốc này còn mang đến những công dụng vô cùng tốt cho sức khỏe, à, chẳng hạn như là việc nó hỗ trợ điều trị căn bệnh ung thư tim mạch điều hóa huyết áp và thậm chí nó còn tăng cường hệ thống miễn dịch cho chúng ta. Sản phẩm này thì còn hỗ trợ điều trị suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ à, hay là ngăn ngừa một số căn bệnh ở chị em phụ nữ. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng thì các bạn cũng nên chú ý một vài điều nho nhỏ là không sử dụng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Samsung Bio cho trẻ em dưới 5 tuổi. Ở ngoài ra thì phụ nữ đang mang bầu hay trong thời gian cho con bú cũng không nên sử dụng sản phẩm này quá nhiều Ngoài ra để có thể là hấp thu được toàn bộ chất dinh dưỡng của sản phẩm này thì đối với người lớn khi sử dụng chúng ta có thể là dùng từ 1 cho đến 2 lần trong một ngày và mỗi lần thì chúng ta sử dụng một gói. À, còn đối với trẻ nhỏ từ trẻ em từ 5 cho đến là 13 tuổi, mỗi ngày thì chúng ta chỉ nên dùng là một nửa gói thôi. À, và ngoài ra thì chúng ta nên sử dụng trong khoảng thời gian là buổi sáng hoặc buổi tối. À, và đặc biệt khi chúng ta đang đói bụng thì nên sử dụng sản phẩm này bởi như thế thì chúng ta có thể là hấp thu được toàn bộ chất dinh dưỡng của sản phẩm này mang lại à, vâng với những công dụng tuyệt vời như vậy của sản phẩm này thì kiều anh tin chắc rằng các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo samsung bio hàn quốc này thôi đúng không ạ và nếu như các bạn còn đang thắc mắc chưa biết mua sản phẩm này ở đâu để có thể là yên tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của korea shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.